Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của kênh Sóng Ngầm. Kính thưa quý vị và các bạn, Kiểm ngư Việt Nam được thành lập ngày 25 tháng 1 năm 2013 theo Nghị định số 102-2012-NDCP. Đây là lực lượng chuyên trách thuộc Tổng cục Thủy sản, trục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Kiểm ngư Việt Nam có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý sớm vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. Bên cạnh đó, kiểm ngư cũng sẽ bảo vệ, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn ngư dân gặp sự cố trên biển, phối hợp cùng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển cùng thực hiện giữ gìn vẹn toàn lãnh hải và chủ quyền quốc gia. Lực lượng kiểm ngư bao gồm các chi đội và chi cục đánh số từ 1 đến 5, đặt dưới quyền quản lý trực tiếp của Bộ và các đội kiểm ngư các tỉnh đặt dưới quyền quản lý của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Cục kiểm ngư có trụ sở chính đặt tại thủ đô Hà Nội. Kiểm ngư Việt Nam bao gồm 3 chi đội chủ lực được đánh số là chi đội số 2, 3 và 4. Hai chi cục bao gồm chi cục 1 và 5. Chi cục 1 và 5 có nhiệm vụ bảo vệ, tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan. Chi đội kiểm ngư số 2 đóng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Chi đội có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ, thực thi pháp luật Việt Nam trên biển đối với khu vực biển từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, bao gồm các nhà giàn DK, các mỏ dầu khí và khu vực thèm lục địa phía đông nam của Tổ quốc. Chi đội kiểm ngư số 3 đóng tại Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Chi đội có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ, thực thi pháp luật Việt Nam trên biển đối với khu vực biển từ Quảng Bình đến Bình Định, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và các bãi cạn. Chi đội kiểm ngư số 4 đóng tại Cam Ranh, Khánh Hòa, phụ trách vùng biển Nam Trung Bộ, bao gồm các huyện đảo Trường Sa kéo dài tiếp giáp đến biển Philippines. Thời gian qua, kiểm ngư Việt Nam đã được cấp trên chú trọng quan tâm đầu tư lớn mạnh, trong đó lực lượng đã được trang bị một số lượng lớn các tàu tuần tra chấp pháp, đủ sức bao quát vùng lãnh hải rộng lớn của tổ quốc, hỗ trợ bảo vệ ngư dân vượt khơi đánh bắt an toàn cũng như ngăn chặn tàu nước ngoài có hành vi xâm phạm chủ quyền. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được giới thiệu tới quý vị và các bạn thông tin chi tiết về các lớp tàu kiểm ngư của Việt Nam, dựa trên các thông tin công khai trên báo chính thống mà chúng tôi thu thập được và được sắp xếp theo lượng giãn nước tăng dần. Đầu tiên là lớp tàu kiểm ngư KN3600. Tàu kiểm ngư KN3600 thuộc dự án đóng mới 6 tàu của cục kiểm ngư, tổng cục thủy sản. Tàu có chiều dài 43,5 m, chiều rộng 7,5 m có lượng dạng nước 270 tấn, được lắp hai máy chính của hãng Yanma Nhật Bản. Theo thiết kế, tàu có khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cấp 5, cấp 6, gió cấp 7, cấp 8. Thời gian làm việc trên biển là 21 ngày. Tầm hoạt động ở vận tốc lớn nhất đạt 19 hải lý trên 1 giờ. Vận tốc thông thường là 13 hải lý trên 1 giờ. Việt Nam còn có 3 tàu kiểm ngư số hiệu 628, 629, 630. Lượng dạng nước khoảng từ 200 đến 400 tấn. Đây chính là ba tàu đã tham gia ngăn chặn giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển 2014. Cả ba tàu đều bị tàu Trung Quốc đâm va, gây hư hỏng nặng. Lớp tàu kiểm ngư TK1482C. Đây là lớp tàu chiếm số lượng đông đảo nhất hiện nay của kiểm ngư Việt Nam. Tàu được thiết kế và tự đóng mới trong nước tại nhiều nhà máy đóng tàu khác nhau. Tàu có chiều dài 40,3 m, rộng 7,8 m, lượng dẫn nước hơn 400 tấn, mớn nước 3,75 m, tốc độ tối đa 18 hải lý trên một giờ. Vũ trang của tàu là hai súng máy 12,7mm NSV đặt trên nóc cabin và hai vòi rồng công suất cao. Các tàu này được đặt đóng mới chia làm 5 đợt, với con số đóng mới từng đợt cụ thể không được công bố, nhưng ước tính có trên 70 chiếc loại này đã nhập kiểm ngư Việt Nam. Lớp tàu kiểm ngư KN750 Cũng chiếm số lượng đông đảo và là trụ cột chính của kiểm ngư Việt Nam hiện nay, có khả năng bám biển dài ngày cũng như thiết kế hiện đại đó là các tàu KN750. Tàu cũng được đóng mới số lượng lớn tại nhiều nhà máy đóng tàu trong nước với số lượng 50 chiếc, tượng dạng nước đầy tải 770 tấn, dài 56,2m, rộng 8,6m, chiều cao mạn 4,3m, vận tốc tối đa 18 hải lý trên 1 giờ, với hai máy chính và một chân vịt mũi giúp tàu xoay trở nhanh chóng, dễ dàng. KN750 có tầm hoạt động lên tới 5.000 hải lý và thời gian hoạt động liên tục trên biển 60 ngày, thủy thủ đoàn 26 người. Về vũ khí trang bị, tàu có hai súng máy 12,7 mm và một tháp súng máy 14,5 mm điều khiển từ xa. Hai vòi rồng công suất lớn, hệ thống phát thanh cao tần LRAD, hệ thống liên lạc vệ tinh, camera toàn cảnh, radar hàng hải và các thiết bị cứu hộ cứu nạn tiên tiến. KN750 là một thiết kế mới, hiện đại, chính thức được đặt đóng mới sau năm 2014 với hai đợt đóng mới ồ ạt. Đợt 1 là 30 chiếc và đợt 2 là 20 chiếc. Tất cả số lượng tàu này đến nay đều đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ về cho lực lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Lớp tàu KN60000. Dựa trên thiết kế của KN750, Việt Nam đã nâng cấp cải tiến cho ra mắt thiết kế KN60000. Tàu kiểm ngư KN60000 thuộc dự án đóng mới 7 tàu của cục kiểm ngư, tổng cục thủy sản. Đây là loại tàu biển vỏ thép cường độ cao, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà đóng mới. Tàu có chiều dài 56m chiều rộng 8,2 m lượng dẫn nước 800 tấn, được lắp 2 máy chính của hãng Yanma Nhật Bản, vận tốc 18 hải lý trên 1 giờ, thời gian hoạt động liên tục trên biển 50 ngày đêm. Theo thiết kế, tàu có khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cấp 8 và được biên chế 29 thuyền viên. Lớp tàu KN-2011 Không thể không nhắc tới các tàu tuần tra đa năng cỡ lớn hiện đại nhất của kiểm ngư Việt Nam hiện nay, lớp KN-2011. KN-2011 là phiên bản nâng cấp cải tiến từ thiết kế tàu DN-2000 của hãng Damen trang bị cho cảnh sát biển Việt Nam. Tàu có một số khác biệt như thiết kế ống khói, bổ sung hàn trực thăng và thiết kế mũi tàu kiểu, tàu kiểu lưỡi diều đặc trưng giúp tàu dễ sóng tốt hơn khi đi biển và tất nhiên sẽ có lợi thế trong các đại hội té nước ở Biển Đông. Tàu có lượng dãn nước đầy tải 2.400 tấn, dài 9,5m, rộng 14m, với 4 máy chính cho phép nó có thể đạt vận tốc tối đa 21 hải lý trên 1 giờ tầm hoạt động 5000 hải lý và có sàn đáp cùng nhà chứa máy bay trực thăng. Tàu được thiết kế hiện đại với khả năng tự động hóa cao, thủy thủ đoàn chỉ 30 người. Vì là tàu của lực lượng dân sự nên KN2011 chỉ được trang bị hai vòi rồng công suất cao, có khả năng phun xa 150 đến 200 m. Hiện nay kiểm ngư Việt Nam đang có trong biên chế 4 loại tàu này mang số hiệu KN290, KN390, KN490 và KN491. Ngoài tàu trong nước tự đóng, Nhật Bản cũng đã chuyển giao cho ta 6 tàu tuần tra cũ đã qua sử dụng. Đầu tiên là tàu Hayato mang số hiệu KN-582. Tàu KN-582 có chiều dài lớn nhất 56,13m, rộng 9m, tàu có tốc độ tối đa 12,5 hải lý trên 1 giờ. Điều khiển của tàu hoàn toàn tự động. Tàu được trang bị hệ thống la bàn điện, hệ thống chân vịt mũi có thể quay 360 độ, hệ thống radar, thông tin liên lạc toàn cầu. Ngoài ra, tàu còn có hệ thống máy đo độ sâu hiện đại, chính xác. Đặc biệt, tàu không hạn chế vùng hoạt động, có thể hoạt động liên tục trên biển 2 tháng trong trường hợp không được tiếp nhiên liệu. Kế đến là hai tàu Fuku ei và Ko ei mang số hiệu KN585, KN586. Hai tàu có chiều dài hơn 50m, rộng 9m, vận tốc trung bình 12 hải lý trên 1 giờ, có trọng tải khoảng 1.000 tấn. Cuối cùng là tàu kiểm ngư Yuyan Maru. Tàu Yuyan Maru sau khi bàn giao được đổi tên thành kiểm ngư Việt Nam 102 đây là loại tàu lớn đã được Nhật Bản hoán cải, có thể chứa 20 thủy thủ. Mỗi tàu có chiều dài lớn nhất là 56,13m, chiều rộng lớn nhất 9m, chiều cao mạn 3,9m, chiều chìm lớn nhất 3,7m, lượng dãn nước lớn nhất 1 ba tấn, vận tốc đạt từ 12 đến 14 hải lý cho 1 giờ, trụ sóng cấp 9. Thời gian hoạt động trên biển tối đa 45 đến 50 ngày đêm. Hai tàu cuối cùng của Nhật Bản viện trợ là các tàu KN-595 và KN-596 các tàu này có thông số tương tự tàu kiểm ngư Việt Nam 102. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng, đội tàu tuần tra chấp pháp của lực lượng kiểm ngư Việt Nam là vô cùng lớn mạnh, hùng hậu với số lượng đông đảo, đồng bộ, hầu hết đều do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, đảm bảo tính năng kỹ chiến thuật cao. Với trang bị như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn tự tin trong nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ giúp ngư dân gặp nạn trên biển, đảm bảo thực thi pháp luật trên biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau